Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức thời sự trong nước tối ngày hôm nay. Cũng là áp lực và nỗi lo của nhà trường. Cha mẹ học sinh cũng như các cấp lãnh đạo, các cấp chính quyền từ cấp phường đến cấp quận đều rất mong muốn để xây dựng trường cho các con. Và phụ huynh cũng vậy. Nhưng tuy nhiên là có một số những cái lý do cho nên là cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng trường mầm non. Còn tại trường tiểu học Hoàng Liệt, dù đã được xây mới thêm 2 trường tiểu học trên địa bàn, nhưng nhà trường vẫn chưa thể giải quyết được bài toán quá tải học sinh. Thay vì được học đủ 5 ngày trong tuần như chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì cậu bé này chỉ được học 4 ngày một tuần, tức là 8 buổi mỗi tuần. Cứ vào mỗi thứ năm hàng tuần, em lại phải ở nhà và bà nội lại trở thành cô giáo bất đắc dĩ. Một điều éo lè nữa, đó là vào ngày cuối tuần bố mẹ được nghỉ thì con lại đi học. Lịch học của bạn lớn là một tuần là chỉ có 4 buổi, nên là gia đình chúng tôi là phải kèm. Tôi sợ là cái học 4 buổi này thì kiến thức của các con sẽ là không theo kịp với cái chương trình của cái lớp cuối cấp. Cũng trên địa bàn quận Hoàng Mai, tại trường tiểu học Hoàng Liệt, phòng học này chỉ ghi số thứ tự mà không có biển lớp, bởi chúng được dành cho các lớp học khác nhau chứ không cố định. Theo lịch, hôm nay sẽ là học sinh khối 4, còn ngày mai dành cho học sinh khối 5. Năm học này, nhà trường có 47 lớp với tổng số gần 2.400 học sinh, tức là sĩ số trung bình là khoảng 50 học sinh một lớp. Tuy nhiên, do chỉ có 37 trên 42 phòng học, nên chỉ có học sinh khối 1, 2, 3 được học 10 buổi một tuần, còn khối 4, khối 5 chỉ được học 8 buổi một tuần, tức là nghỉ thêm một ngày trong tuần. Đây cũng là khó khăn đối với nhà trường. Nếu như không có đủ phòng học, thì các con sẽ quay trở về là 5 buổi trên tuần. Thế còn cái giải pháp mà 8 buổi trên tuần thì đối với trường mình như vậy thì cũng là rất là cố gắng. Với cơ ngơi của nhà trường như thế này thì 8 buổi trên tuần thì tôi nghĩ rằng là cũng là rất là lý tưởng đối với phụ huynh rồi. Bởi vì quy định của chúng ta là 5 buổi trên tuần đối với chương trình hiện hành. Thế còn nếu như mà tăng học sinh mà không đảm bảo được thì chúng ta sẽ quay trở về mô hình là 5 buổi trên tuần thôi. Trên địa bàn quận Hoàng Mai, trường tiểu học Hoàng Liệt không phải là đơn vị giáo dục duy nhất mà học sinh phải nghỉ luân phiên do thiếu trưởng lớp. Trường tiểu học Vĩnh Hưng, học sinh khối 4, khối 5 cũng chỉ được học 8 buổi một tuần, khối 1, 2, 3 học 9 buổi một tuần. Còn lại có 8 trên 20 trường tiểu học, học sinh được học đủ 10 buổi một tuần, nhưng phải nghỉ luân phiên vào thứ Bảy. Trong khi phụ huynh phải bốc thăm để dành suất học cho con, hoặc là học sinh phải nghỉ học luân phiên trong tuần do thiếu trường thiếu lớp, thì lại có một nghịch lý đang tồn tại. Việc thiếu trường lớp không phải do thiếu đất, mà là các ô đất đã được quy hoạch để xây dựng trường đã không được triển khai. Do vậy, trong khi các khu đô thị, các tòa chung cư đua nhau mọc lên như nấm, khiến dân số tăng nhanh, nhưng những ô đất quy hoạch để xây trường học thì lại chưa được đầu tư xây dựng, bị bỏ không một cách lãng phí nhiều năm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong khi có rất nhiều phụ huynh phải bốc thăm để dành suất học cho con vào trường mầm non, hoặc tại trường tiểu học cũng như trung học cơ sở, thì học sinh phải nghỉ 3 buổi trên một tuần. Tuy nhiên, tại địa bàn của phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, lại có những khu đất mà đã được quy hoạch là trường học, lại vẫn bỏ không như thế này. Và cụ thể mà tại khu vực tôi đang đứng, thì với diện tích khoảng độ 1.700 m², được quy hoạch là xây dựng trường mầm non và trung học cơ sở. Mặc dù đã được thành phố Hà Nội giao cho chủ đầu tư, nhưng 6 năm qua vẫn là một mảnh đất bỏ không như thế này. Ô đất này đã được Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai giao cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, hay gọi tắt là HUD, từ năm 2016 để xây dựng trường học. Tuy nhiên, dù trải qua nhiều năm, nhưng ô đất này vẫn chỉ có một màu xanh của cỏ dại tùm. Các cái dự án mà lấy mà không làm thì lãng phí của nhà nước và dân không có trường để cho học sinh học ấy. Cách đấy không xa, lô đất NT1 khu Tây Nam Linh Đàm với quy hoạch là xây dựng trường học, được HUD chuyển nhượng cho nhà đầu tư Thứ Phát cũng đang quây tôn bỏ hoang, trong khi trường học tại đây lại thiếu trầm trọng. Còn khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, ô đất này cũng bị quy hoạch vào đất nghĩa trang, ao đình, nên công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, dù trải qua nhiều năm vẫn chưa thể triển khai xây dựng. Những nội dung này thì chúng tôi sẽ kiến nghị là thành phố là chỉ đạo, thứ nhất là Tổng Hút và các đơn vị Thứ Phát này phải nhanh chóng làm ra hoàn thiện các thủ tục về đất đai và nhanh chóng triển khai cái đầu tư cái dự án trường học đây để giải quyết cái nhu cầu trường học cho con em trên địa bàn nói chung. Và đối với các ô đất mà tiếp tục chậm triển khai thì theo luật đầu tư công thì chúng tôi cũng sẽ báo cáo rất rõ về cái thẩm quyền đối với Sở Kế hoạch Đầu tư cũng như thành phố để các sở ngành tham mưu thành phố có cái chế tài đối với chủ đầu tư này, và chế tài cao nhất thì sẽ là thu hồi các cái dự án này.
Trên địa bàn có 227 nhà chung cư cao tầng mới được xây dựng và 202 nhà chung cư cũ, trong khi đó có chung cư vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Riêng phường Hoàng Liệt có 85 tòa nhà chung cư và sắp tới có thêm 5 tòa nhà được đưa vào sử dụng. Bên cạnh những ô đất đã giao cho chủ đầu tư để thực hiện nhưng vẫn chậm trễ trong quá trình triển khai xây dựng trường học, thì có những ô đất thuộc địa bàn quản lý của chính quyền địa phương nhưng cũng gặp khó. Như ổ đất sau lưng tôi đây là trên địa bàn của phường Tịnh Liệt, mặc dù là đã được quy hoạch xây dựng trường học, trong đó sẽ bao gồm cả trường mầm non cũng như trung học cơ sở. Tuy nhiên, theo rà soát như ban đầu thì ở đây chủ yếu là đất nông nghiệp cùng với đất thổ cư và công tác giải phóng mặt bằng sẽ là một khó khăn đối với chính quyền địa phương. Dù sĩ số lớp học quá tải do thiếu lớp hoặc đất trường học chưa thể thực hiện hóa, nhưng cũng tồn tại thêm một nghịch lý, đó là công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn bởi người dân không đồng thuận và hợp tác trong việc trả lại mặt bằng cho địa phương. Nếu như mà giờ mà xây dựng thì phải bồi thường cho chúng tôi như nào thỏa đáng mới cho chúng tôi kiểu nhà ở. Đấy, nếu như mà cần thiết lắm ấy, mà cái kiểu bắt buộc ấy, thì phải bồi thường cho chúng tôi như nào hợp lý thôi. Việc các chủ đầu tư mải mê xây nhà để bán mà không nghiêm túc thực hiện việc xây dựng trường lớp không chỉ là câu chuyện cần bàn về trách nhiệm của xã hội, mà hệ lụy là học sinh, phụ huynh phải gánh chịu, còn chính quyền thì loay hoay xoay sở. Theo phân cấp của Hà Nội, hiện Ủy ban Nhân dân thành phố là đơn vị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các khu đô thị, đồng nghĩa với việc thành phố Hà Nội mới là đơn vị có thẩm quyền thu hồi giấy phép này. Khi lập quy hoạch hạ tầng xã hội, trong đó có trường học, thì tại các khu đô thị, các đơn vị hoạch định đều dự tính được về dân cư sẽ được bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thực tế. Do vậy, chỉ cần các quận huyện và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đúng quy hoạch thì đã giải quyết được phần lõi của vấn đề quá tải trường học. Và trên thực tế thì điều này chưa được thủ đô thực hiện một cách nghiêm túc. Giảm từ 60 xuống còn 40 học sinh trên một lớp là mong mỏi của rất nhiều học sinh, cũng như các thầy cô của trường trung học cơ sở Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Và điều này đã được hiện thực hóa khi một nửa học sinh của trường với 1.500 em được chuyển sang cơ sở mới. Chỉ có 42 thầy cô được và cán bộ nhân viên được chia ra từ trường trung học cơ sở Hoàng Liệt, nhưng với sự giúp đỡ tạo điều kiện của quận ủy, ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai thì hiện nay nhà trường đã có được số lượng 18 thầy cô hợp đồng mới của năm học này, đảm bảo được tối thiểu số giáo viên giảng dạy của năm học 2022-2023. Đây là một trong 4 trường được xây dựng mới và đưa vào sử dụng từ năm học này. Bên cạnh đó, vào năm học 2021-2022, quận đã xây mới và cải tạo 18 trường với mức đầu tư trên 900 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn không đủ để đáp ứng số học sinh thực tế. Theo quy hoạch mạng lưới trường học của quận Hoàng Mai, cho đến năm 2030, sẽ có 193 ô đất được quy hoạch trường học sẽ xây dựng. Trong đó, theo phân kỳ đầu tư, từ năm 2021 đến 2025 sẽ có 56 ô, trong đó công lập là 40, và từ năm 2026 đến năm 2030 sẽ có 79 ô, trong đó công lập là 60. Tuy nhiên, cho đến nay, số ô đất được quy hoạch trường học đã giao chủ đầu tư nhưng chưa được triển khai xây dựng là 59. Quận đề kiến nghị đề xuất với các cấp là khi mà phê duyệt xây dựng các tòa nhà chung cư thì yêu cầu chủ đầu tư là phải xây dựng hạ tầng trước, trong đó có các trường học cho học sinh. Theo quy hoạch mạng lưới tại thủ đô, từ năm 2030, Hà Nội sẽ xây mới 1.215 trường học. Để thực hiện được kế hoạch này, thành phố Hà Nội cần thực hiện nhiều giải pháp, trong đó phải chấn chỉnh tình trạng nhiều ô đất đã được quy hoạch xây dựng trường, nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ. Và việc chưa nghiêm túc siết chặt kỷ cương trong trật tự xây dựng cũng đặt ra trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thành phố sẽ có xử lý như thế nào đối với những chủ đầu tư đã không xử lý nghiêm việc khi họ được giao những cái phần đất mà phải xây dựng về hạ tầng xã hội, cụ thể là trường học, nhưng đã không thực hiện. Vậy thì trách nhiệm khi mà các doanh nghiệp này không hoàn thành việc mà hoặc là phải xây dựng trường, hoặc là sẽ, nếu không xây dựng trường thì họ sẽ bị thu hồi đất như thế nào trong cái thời gian như thế ạ? Đối với các chủ đầu tư của các khu đô thị thì đặc biệt đối với khu đất mà xây dựng trường học cũng như là phục vụ cho công cộng và xã hội thì thành phố hiện nay đã giao cho sở xây dựng như sở tư giả soát được này, và chúng tôi khẳng định là trên địa bàn Hoàng Mai thì hiện nay thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí chủ tịch ban thành phố đã có những văn bản chỉ đạo để yêu cầu giả soát, và trường hợp mà nhà đầu tư không thực hiện thì sẽ thu hồi và chuyển sang thi công. Các bộ ngành, bộ công an thì thành
Tuy nhiên, trong 7 dự án bị thu hồi này, chỉ có duy nhất một dự án giao cho chủ đầu tư là trường Đại học Hòa Bình xây dựng trường tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, nay là huyện Thạch Thất, sau 14 năm không triển khai. Còn lại 6 dự án là xây dựng nhà vườn, biệt thự hoặc nhà máy. Dù phóng viên đã đặt ra câu hỏi, có bao nhiêu chủ đầu tư chậm triển khai các dự án đất trường học thuộc diện phải thu hồi, cũng như có bao nhiêu trường lớp được xây dựng theo lộ trình đặt ra từ năm 2012 nhưng đã không thực hiện, thì lại không có bất cứ câu trả lời nào. Quay trở lại với phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, nơi được quy hoạch là đô thị kiểu mẫu của thủ đô với bán đảo Linh Đàm, sẽ có 5 tòa chung cư nhanh chóng mọc lên bên cạnh 85 tòa hiện hữu, nhưng lại có tới 18 ô đất trường học vẫn chỉ nằm trên bản vẽ. Do vậy, việc quá tải trường học vẫn là nỗi trăn trở của thầy, của phụ huynh và cũng là sự đau đầu của chính quyền nơi đây. Không chỉ ở cấp độ một thành phố, vấn đề thiếu trường học, thiếu giáo viên cần phải giải quyết ở tầm quốc gia. Dân số tăng theo một tỷ lệ nhất định, chứ không thể tăng đột biến. Nên hàng năm, các cơ quan chức năng quốc gia sẽ nắm được số trẻ ở độ tuổi đến trường. Tương ứng sẽ cần bao nhiêu lớp học, bao nhiêu giáo viên. Từ đây, có những quy hoạch cụ thể về trường học, quy hoạch ngành sư phạm và quyết tâm thực hiện những quy hoạch đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyện trong ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.